cô chị cứ từ từ dừng lại mà, cứ dừng lại mà. Dạ dạ dạ, chỗ này là đường Trần Thị Ninh, Trần Mai Ninh các bạn, gần tới ngã tư Mỹ Hiền rồi. À ủa hết hả ba, để con gọi có người đem xuống đấy à. Đâu đâu đứng đây chụp hình cái gác coi, cái gác đẹp quá. Đó. Chào mọi người nha, hôm nay ghé qua nhà bà chợ, nhà em Nhi. Chiều nay là có cái chương trình phát cái gì ở dưới đi. Chiều nay có chương trình phát thực hiện cho chú Hoàng ở Cali. Con và em và hai anh YouTuber đồng hành cùng chú Hoàng ở Cali ạ. Ok. Dạ. Nhưng mà mình ý là bao nhiêu phần như thế nào? Dạ chú đặt 200 phần. Chú Hoàng ở Cali. Cali dạ. Là 200 phần. Thêm sữa nữa. Có sữa nữa hả? Dạ có sữa luôn. Để là, nói chung là mình cũng lên kế hoạch là chiều nay khoảng 6 giờ ha, mình đi cái khu đường ở dưới như Trường Chinh hay là cái mạng gì đó, ông bà của chú ngồi dưới đó nhiều lắm. Thì mình phát ở chỗ đó cho tiện, ở trên này thì nó gần nhưng mà lại không có ông bà của chú ngồi, cho nên nó không ái lắm. Sữa này hả? Sữa này là chú Hoàng chỉ có 2 thùng thôi. Của em là 10 thùng lên nhưng mà ngày mai là tự tâm em phát. Vậy hả? Dạ. Ồ. Phát ở đâu? Phát ở đâu? Em chưa định hướng nhưng mà ngày mai em sẽ nấu. Mai cũng tưởng là chủ nhật là Nhi nghỉ mà cuối cùng là cuối cùng là cũng có làm hoạt động thiện nguyện ha Nhi ha. Ok. Nhi bắn xôi đó, qua khôi xôi đó bà cô chú anh chị và các bạn. Thì mình không có dịp mình quay được. Anh Hà để ở đây gần thì anh ghé quay được. Thì hôm nay là nghe là được 200 phần xôi để phát cho ông bà cô chú ở lang thang đường á, thì nhìn quá hấp dẫn luôn. Đó, đây. Nhưng mà lâu vô ghé chỗ Nhi thấy cũng chặt quá ha nhỉ ha. Dạ em ở trọ mà anh. Rồi. Ở trọ nên phải chịu thôi. Không ở trọ là dày là nhiều lúc là ok rồi đấy, chứ còn có cái chỗ đó. Mình ngủ trên lầu mà. Dạ. Ngủ trên lầu cũng đỡ, ở dưới để xe. Đó, dưới đây là em nấu nước anh. Ở đây hình như hiện tại thấy có 4 màu hả? Dạ. Đẹp ghê ha. Trước kia em làm 1 màu thôi. Chứ nó thôi làm nhiều màu cho đẹp. Màu đẹp. Buổi sáng thì vừa đẹp mà cũng thấy vừa ngon ha. Số mấy Nhi ha? Đối diện 762 Nguyễn Văn Quá. Đối diện 762 Nguyễn Văn Quá là thời gian bán là từ mấy giờ tới mấy giờ? Dạ 5 giờ 15 đến 8 giờ. Trên kia còn có bắp nữa nha các mọi người. Bắp này là của cái chú mà sáng anh hay gặp á. Chú gửi em 500.000. Phát bắp giùm chú. Cũng thuộc cái bữa này luôn á hả? Dạ em gom chung lại luôn. Ok. Dạ. Chú là chú Triết ở Gò Vấp. Chú Triết hả? Chú Triết. Chú hay ở trong video hay có. Dạ, đúng bữa nào ông cũng ghé ủng hộ Nhi đó. Chú nói là chú lớn tuổi rồi thôi chú gửi con nấu con phát cho người ta đi. Dạ. Buổi sáng là Nhi có bán ở địa chỉ nãy Nhi nhớ có đọc á. Dạ. Thì ông bà cô chú anh chị và các bạn mình ghé mình ủng hộ nha. Một cục xôi. Tính là mấy giờ đi không anh? Hả? Đi kiếm sao ta? Đi sớm sớm chứ đi trễ quá là sợ. Thường là ở chỗ đó như chỗ dưới đó là chỗ khác bệnh viện đồ cũng được, bệnh viện Tân Phú đó. Viện Tân Phú nè, hả? Cái nhiều lắm nha, 200 phần. Ừ, hơn anh. Hơn 200 phần với chú với bên kia nữa mà. Dạ, với đây sau này em nấu dư nữa, em thêm của phần của em vô luôn. Rất là nhiều luôn. Dạ. Nhưng mà đó này bà cô chủ phải đi chứ đúng không? Dạ đi chứ. Cảm ơn chú Hoàng nha, chú Hoàng ở Cali nha. Dạ, con cảm ơn chú Hoàng ở Cali và chú Tiết ạ. Rất nhiều. Chú Hoàng và chú Tiết. Triết. Triết Lý. Chú Hoàng và chú Triết. Dạ. Hy vọng là các chú sẽ đồng hành với em Nhi nè liên tục luôn nha trong các hành trình tiếp theo. Bữa hôm trước nghe Nhi kể là đem cái tủ để mà bán hàng ngày để đưa vô nhà mà mình không hình dung là sao đưa vô nhà là nó vậy hả, nó vô vậy. Nó vậy hả? À chỗ đó là cái bếp nha các bạn.
mình ở nhỏ nên hơi chậm nha các bạn. Dạ đúng rồi, dạ ok dạ. Rồi đẹp không các bạn, như sắp xếp mà nhiều khi khán giả chỉ coi ở phía lúc trước mà lúc phía trước lúc mà bán thôi chứ không biết là hậu trường như thế nào ha. Đây là hậu trường của em ạ. Có gì sao sao mọi người bỏ qua nha. Không, sạch sẽ ok. Dạ. Phụ nữ vậy là ok rồi. Long là kênh Cuộc Sống Sài Gòn TV. Đúng, hai anh em ở chung á, hai chung quay chung lắm nhưng mà dạ. Thấy comment anh Long là anh này. À Long là đây. Mẹ mấy lần mà đâu có quay được. À. Anh mới hướng khác. Anh hướng phía bên kia. Sáng vậy anh em. Đúng rồi, hai anh em đi làm đều đi làm hết nhưng mà sáng đi quay rồi. Bây giờ là phải canh. Bữa em đi anh Long nói là 3 giờ hay 2 giờ. Anh Hà mới nói là có 5 giờ rưỡi. Trễ biết sao đi sớm được mà đi trễ là hơi kẹt cho nên nó là vui vẻ dạ. Mọi người không cảm chuyện đó, rất là gọn gàng với tôi nha. Cái màu quá đẹp luôn á, cái màu tím á là màu lá cẩm nè, còn cái màu cam cam là màu gốc nha các bạn. Đây cái này hộp sâu này mà ủa ôi giời cắm máy thế tối nay anh có đi phát không? Cái này á chở giùm gió một xe đó. Dạ. Cái này nha ông bà cô chú. Cái này nhiều lắm nha, bỏ bịch là sẽ nhiều lắm á. Kèm theo là muối gừng. Dạ dạ. À, với lại nữa là dừa. Dừa. Dạ. Dạ. Để em chuẩn bị được mình em làm hết á. À. Nghe bà chủ nghe em Nhi nói là cứ tự làm hết mà mình không hình dung là tự làm sao là về nha các bạn. Mình cần hết luôn. Mình cần hết luôn á. Nhưng mà chung chưa cái công đoạn mà ấy gấp được không Lâm? Gớt nè, nước nè. Phải nấu, phải luộc ra nữa. À. Dạ. Chắc hy vọng là nhiều ông bà cô chú nào mà muốn phát xôi từ thiện á, thì ủng hộ em Nhi nha. Ủng hộ để Nhi buổi tối có công việc như là nếu buổi chiều đó bán buổi sáng rồi buổi chiều kiếm thêm nữa, bán thêm nữa. Không. Cân sợ cân không nổi chứ biết sao không? Làm xong thì như gì là buổi trưa là đâu có nghỉ hả? Như hôm nay em không có ngủ á. Vui. Vui. Quá vui. Dạ. Sữa nè và kèm theo xôi. Dạ. Hôm bữa chú nói thôi mua nước suối, em thôi chú ơi lấy sữa đi. Nước suối thì nó sữa nó chú nó còn tháo sữa. Chú cũng vui lắm. Dạ. Có số điện thoại nha các bạn mình. Ủa cái bảng em cuốn lại hả? Dạ cái bảng đây. Cái bảng bỏ đó. Người đâu của đó. Người đâu của đó đúng không? Dạ người đâu của đó. À để có số điện thoại đó, số điện thoại liên hệ trong đó nó dễ hơn á. Là chú Hoàng là chú à, đúng rồi, à, đó, đúng rồi. Ê, à. Thôi Yến Nhi bà này cũng vui lắm này nhưng mà bữa trước của mình Yến Nhi thôi đây số điện thoại dưới nha ông bà của chú anh chị 0966808775 nha mọi người. Rồi số điện thoại của sôi á thì ông bà nào mà cô chú nào mà muốn đặt á thì cứ liên hệ nha. Ủng hộ Nhi rồi. Ủa cái là chú Hoàng là chú chủ động gọi điện thoại cho em đúng không? Dạ đúng rồi. À bởi vì mình phải bóp cái thông tin để bà của chú có như có mong muốn gì thì cứ liên hệ trực tiếp cho dễ nó dễ hơn. Anh nói chung chỉ là cầu nói thôi. Dạ cô cảm ơn mấy anh nhà mấy anh là chú có biết đến em. Dạ. Cái công đoạn này chắc cũng lâu lắm ha. Dạ đúng rồi. Đây mới là được nửa chưa? Được nửa ta? Hơn hả? Được hơn rồi. Này là hơn gần hơn trăm rồi trong lòng. Như là 10 á. 10.
ông để dễ thương ông nhìn để đẹp không, cái màu lên đẹp không, làm đẹp. Ông, màu ông, đẹp. Ông làm cái này, thumbnail cái hình này đẹp lắm nè. Sao đây gấp đây gấp đây gấp đây là màu màu cam nè. Dạ, còn tủ lạnh gấp lá cẩm rồi còn xôi xôi nếp xôi 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 đậu xanh đậu đỏ thì nó có sẵn rồi. À, em mới kêu một rổ gấp luôn mà người ta chưa giao luôn, người ta mới chở tới. Cái dầu gấp tốt lắm nha. Dạ, đúng không? Dạ, đúng rồi. Dầu gấp nó sáng mắt. Mà nếu có bị nhất á, ta lấy hộp như vậy á, rang lên là rang lên hả? Dập ngâm rượu sức hay lắm. À, vậy hả? Gấp hả? Dạ, cái hộp vui gấp á. Không phú được thì chết á. Thoa thôi, thoa ngoài da thôi. Thoa thôi. Thoa thôi. Ủa, nhớ nhớ là nó ở gần đây không? Dạ, ở phòng kế bên đây anh. À, ở dãy sát bên đâu hả? Dạ, dạ. À. Phòng kế bên. Okay. Nhớ là em của... Dạ, em ruột ạ. Rồi. À, lập xưởng luôn. Dạ. Ăn à. Lập xưởng là bao nhiêu ký nha Nhi ha? Đợi em cái. Dạ. Cái đó tùy theo tùy theo loại hả? Trường anh. À, tùy theo dạ. thời giá. Được rồi. Được anh, được. Xưởng được rồi. Hai anh uống nước đi hai anh. Cấp cáo gì mà. Nói trước đó. Em đổ chai cho anh hả? Ngọt. Ngọt quá. Có cái chai đào đi tổng kỳ vậy. Chai đào. Lấy chai đào. Hình như là giống nhau mà. Ủa, đó là lấy cái đào. Uống rồi đó, đổi cái chai kia vô cho anh. Hai anh em một chai thôi. Uống nửa chai nhé. Rồi, cảm ơn anh nha. Rồi, có gì vậy? Ê, em có lập xưởng đó kìa. Dạ. Rồi. Đây, lập xưởng là nhà làm luôn, luộc thiệt, không xài luộc nhân tạo. Dạ. Dạ. Luộc thiệt luôn, rồi là bao nhiêu một ký nha Nhi nha? Hiện tại là 220, còn mà nếu mà thị trường tăng thì mình sẽ tăng. Dạ, theo giá thì 220. Dạ. 220.000 cái này chỉ có nửa ký thôi nha. Không về. Dạ. Dạ. Này là mới làm luôn. Ok. Dạ. Đó, ông bà cô chú, anh chị và các bạn nếu mà muốn mua lập xưởng nữa thì cũng có thể là liên hệ với em Nhi con nha. Số điện thoại là 0966 80. Nói chung sạch sẽ thôi nha các bạn. Sạch sẽ. Dạ dạ, một tí em sẽ tặng cho hai anh. Thôi. Cho bà cô chú anh chị. Anh trai của Nhi đang bỏ đồ vô và chuẩn bị là đi nha, hành trình cùng với mấy anh em. Đi hướng Quang Trung xem mà qua Tân Sơn đi đường Trinh nha. Ừ. Xuống như hướng dưới đó. Hướng dưới đó mới nhiều. Trên này thì hơi ít chứ. Có phải. Ủa bây giờ chuẩn bị cho ngày mai luôn á gì? Dạ. Ủa sáng sáng chiều khuya đi nấu nữa hả? Dạ, khuya một cái mấy. bình thường là ngày chủ nhật là không có bán nha quý vị. Em khác tâm. Dạ. À bình thường là chủ nhật là nghỉ ha. Dạ. Nghỉ một bữa. À nghỉ một bữa ngủ nướng á. Nói chung cái đường này là bà con đứng nhiều lắm, ban đêm đứng nhiều lắm, đặc biệt là cái khu bà quẹo này nè, rồi đường Trường Chinh, khu vực của đường Cách Mạng 8, đường 32 là rất là nhiều. Hôm nay là cái chương trình thiện nguyện của chú Việt Kiều bên Mỹ, nhờ bé Nhi bạn phát tổng cộng là cả cái phần của em nó là có hơn 200 phần xôi với lại có sữa nha các bạn. Để tặng cho bà con cơ nhở ở ngoài nè, có một người đó đây đây, hai chị em đang đi xe đây nãy, đúng ra là để quay cho các bạn xem là hai chị em đang đi phát. Ủa hai chị em phát được nhiều chưa? Nữa hả? Ở trên kia nhiều đấy á, ở khúc lên đường trên phía bên kia nhiều nha các bạn. Chỗ này là khu vực của chợ Bà Quẹo á, chợ Võ Thành Trang á quý vị.
đó đi xuống chút nữa quay tiếp cho các bạn xem nha. Cái đoạn này thì người ta ngồi nhiều lắm. Long anh đi cái hướng bên kia. Cái khu này thì để anh em chậm 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 rồi. À, xôi hai phần. Ok. Đường cái đường này các bạn là nhiều lắm. Để mình cho cô. Cô ăn xôi không cô? Ăn xôi không? Xôi chay hả? Đúng rồi, xôi chay á. Anh hôm nay ở không ăn. Dạ. Em không biết nữa. Anh ăn xôi không? Dạ. Dạ dạ dạ. Xôi. Ngồi thường thường người ta ngồi phía ngày khoảng 6 giờ chiều tắm nó ngồi nhiều lắm. Xôi dưới hộp sữa nha bạn, xôi là phần của cái chú bên nước ngoài, còn sữa là cái phần của bé Nhi nha mọi người. Các bạn nói chung là có mấy anh đi hỗ trợ phát dùng anh đây nè. Cái này cứ lai ra vậy đó, không có đông giống như bên dưới kia. Nói chung là cửa cho không bằng cách cho, mà cho ở đây là phát tâm và cho một hai phần không sao hết, một người hai phần. Đó. Ok. Nếu cho như thế này là mới đúng đối tượng các bạn, bởi vì đây là mấy cô bán cái giấy số rồi nè mọi người. Đó. Ủa thường là mình hay ngồi đây mấy giờ cô? À? 9 giờ gì hả? Thường thường là mấy giờ mới bắt đầu ngồi đây? Bảo vệ ngon miệng nha cháu, ngon miệng nha, lấy được không, có mấy phần lấy được không, lấy được hả? Dạ. Một người hai phần, người ba phần cho cái người lấy cho vợ luôn các bạn. Đây ở đây cô chú mọi người. Cô ăn xôi không cô? Mấy phần cô? Hai phần hả? Rồi đây. Dạ. Có cái hộp sữa mình đó. Dạ dạ ok cô. Khu trên này thì nó bà con không có đông giống như là ở dưới chỗ đường bán hai bạn, đường bán hai dưới khu cánh bản tám là nhiều lắm. Nhiều lắm. 6 giờ chiều là bắt đầu rất là đông luôn. Thì khu này thì hơi phải đi mình, bởi vì cái này là mình cho đúng đối tượng luôn các bạn. Đa số là mấy cô chú bán giấy số này, mấy ve chai. Đa số là bạn giờ này thì chủ yếu là người ta bán giấy số. Có nhiều cô chú xin 2 3 phần là, thì nói chung là mình cũng thay mặt cho cái mạnh thường quân các bạn. Thì phát tặng luôn. Thực ra là kiểu như để cho mọi người là cái cách cho, không mà cái gọi là cái gì của cho, không mà cách cho nha các bạn, cho mà ai cũng vui vẻ rồi cảm thấy là đó, thấy chưa. Hình như có mấy cô chú bị tập luôn các bạn, đây này
À lấy thêm cho con thêm đi. Đường này là đường, nói chung là cái trục đường cũng lớn, đường lớn của thành phố Hồ Chí Minh nha các bạn. Cái khu này thì đang chuẩn bị là người ta giải tỏa để làm tuyến metro số 2 nha quý bà cô chú. Mình hay để ý là thấy người ta hay ngồi ở cái vỉa hè nhà của ta vậy đó, của chủ gia chủ rồi đó, thấy đông lắm. Khu này thì nó gần tới ngã tư Bảy Hiền rồi nha mọi người. Qua bên kia là tới cái bệnh viện Thống Nhất bà cô chú. Hôm nay quay chia sẻ cho các bạn bà cô chú cái đường phố ở Sài Gòn luôn. Bây giờ mà có cô đang đẩy cái xe đã rác quá trời rác. Ban đêm thì người ta mới bắt đầu đi làm công việc ban đêm nha các bạn. Cô chạy. Cứ từ từ dừng lại mà, cứ dừng lại mà. Dạ. Dạ dạ. Chỗ này là đường Trần Thị Ninh, Trần Mai Ninh các bạn, gần tới ngã tư Bảy Hiền rồi. À, ủa hết hả? Ba để con gọi có người đem xuống đấy à?